chào các bạn khán giả của kênh Elite Sport. Rất vui được đồng hành với các bạn trong series máy chạy bộ của tập đoàn Elite. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc máy chạy bộ đơn năng nhưng có nhiều tính năng nổi bật và đặc biệt có thể điều khiển trên chính chiếc điện thoại thông minh của các bạn. Mời các bạn cùng đến với máy chạy bộ điện đơn năng Elite Primus để cùng tìm hiểu những tính năng nổi bật của chiếc máy này nhé. Thưa các bạn, để giúp cho các bạn rèn luyện được sức khỏe tốt hơn cũng giống như là giúp cho chúng ta có quá trình giảm cân nhanh hơn, hiệu quả hơn thì các bạn phải có được một cái thiết bị tập luyện hiệu quả, chất lượng tốt và phù hợp với bản thân mình. Thay vì các bạn đến phòng gym thì với Elite Primus các bạn có thể thỏa sức tập luyện. Đầu tiên các bạn nhìn về thiết kế. Với thiết kế hiện đại sang trọng như thế này thì đặt vào không gian trong gia đình cũng rất là phù hợp. Và các bạn có thể thỏa sức tập luyện, tiết kiệm được thời gian cũng như là chi phí tập luyện của chúng ta. Như đã nói với các bạn ở phần ban đầu, chiếc máy chạy bộ điện của chúng ta có thể điều khiển trên chính chiếc điện thoại thông minh của các bạn. Ở trên màn hình có dán một cái sticker, các bạn có thể nhìn thấy ở đây là các bạn có thể tải phần mềm Fitzone trên iOS hoặc là Android để có thể kết nối Bluetooth và điều khiển trên điện thoại thông minh của mình. Cái phần mềm này nó sẽ theo dõi tất cả các thông số của các bạn trong quá trình tập luyện. Và các bạn có thể thay vì chúng ta điều khiển trực tiếp trên màn hình thì chúng ta bấm vào điện thoại cũng có thể điều khiển được. Sau khi các bạn đã tải ứng dụng Fitzone về trong máy thì ngay bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng ứng dụng đó với Elite Primus. Ở đây chúng ta có màn hình sử dụng với hai chức năng Indoor và Outdoor. Với máy này thì chúng ta sẽ sử dụng chức năng Indoor. Các bạn bấm vào biểu tượng Bluetooth, nó sẽ hỏi chúng ta là bắt đầu. Và hỏi có tiếp tục hay không thì các bạn bấm vào Continue là tiếp tục. 3, 2, 1, bắt đầu. Thì những cái thời gian hiển thị thông số này nó sẽ tương đương với cái màn hình điều khiển. Thay vì chúng ta bấm màn hình điều khiển thì chúng ta có thể điều khiển trực tiếp trên màn hình điện thoại. Thì các chức năng về bước chạy, km, quãng đường hay là về thời gian hay là kilocalo tiêu thụ thì đều hiển thị trực tiếp trên màn hình điện thoại. Ngoài ra còn có một cái màn hình điều khiển control. Các bạn có thể tùy chỉnh về tốc độ hay là về độ nâng dốc trên chính chiếc điện thoại của mình thay vì mình bấm trên màn hình điều khiển. Ở đây tôi nâng dốc lên. Nó cũng sẽ hiển thị tương đương trên màn hình. Rồi tôi tiếp tục tăng cái tốc độ lên. Các bạn có thể thấy là mọi thao tác đều thể hiện trên cái chiếc điện thoại của mình, cầm trên tay rất là dễ dàng và tiện lợi. Máy chạy bộ có màn hình cảm ứng không phải là điều quá xa lạ với các dòng máy chạy bộ hiện nay. Nhưng máy chạy bộ có màn hình cảm ứng mà trong đó tích hợp tất cả các chức năng cũng như nút điều khiển lên thì chỉ có Elite Primus. Với chiếc máy này, màn hình điều khiển như các bạn có thể nhìn thấy sẽ đảm bảo cho các bạn khi mà chúng ta điều khiển những cái nút bấm trên này sẽ rất là dễ dàng, tiện lợi cũng như là nhanh chóng hơn so với nút bấm thông thường. Đối với những chiếc máy chạy bộ thông minh như là Elite Primus thì sẽ có cho chúng ta những chế độ, những bài tập tự động được lập trình sẵn và những cái chế độ mà chúng ta có thể tự do lựa chọn cũng như là tự do cài đặt cái chế độ cho riêng mình. Đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn nút Program là những cái chương trình đã được lập trình sẵn trong máy. Ở đây chúng ta sẽ có 15 bài tập được lập trình sẵn với chế độ chạy bộ. 15 bài tập chạy bộ được lập trình và biểu hiện bằng cái bản đồ như thế này, biểu đồ như thế này. Các bạn có thể tùy chỉnh và lựa chọn bài tập phù hợp với mình. Và tiếp theo đó là U, chúng ta có cái chế độ đi bộ. Ở đây đi bộ thì nó sẽ có 3 mức độ: đi bộ chậm, đi bộ vừa và đi bộ nhanh. Thì là tương ứng với U01, U02 và U03. Thì sau khi các bạn đã tập những cái bài tập chạy bộ rồi thì các bạn bấm tiếp về phần đi bộ để có thể đi bộ hồi sức, đi bộ sau khi mà chúng ta chạy bộ. Tiếp theo đó là về phần mod, tức là chế độ tùy chỉnh. Các bạn có thể tùy chỉnh về tốc độ, thời gian, quãng đường hay là số calo mục tiêu mà chúng ta đặt ra.
Sau đó thì chúng ta ấn nút Start để có thể chạy theo cái kế hoạch cũng như là theo cái lập trình mà chúng ta vừa cài đặt. Chức năng này sẽ giúp cho các bạn tùy chỉnh được theo ý muốn của mình. Về thời gian là nút Time. Ở đây các bạn có thể điều chỉnh tăng lên hoặc là giảm xuống tùy theo cái nhu cầu của các bạn. Tiếp theo là điều chỉnh về quãng đường, thì các bạn muốn cái quá trình chạy của mình nó sẽ bao nhiêu km thì các bạn điều chỉnh ở đây, có thể tăng lên hoặc là giảm xuống. Tiếp theo các bạn điều chỉnh về cái số lượng calo, mục tiêu các bạn đặt ra là bao nhiêu, ít hơn hoặc nhiều hơn thì các bạn có thể điều chỉnh. Rồi, xong phần lập trình thì các bạn có thể bấm nút Start để khởi động bắt đầu chạy. Ngay bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn tất cả các nút bấm cũng như là chức năng có trên hai màn hình điều khiển lớn và màn hình điều khiển nhỏ của máy Elite Remote. Đầu tiên thì các bạn có thể nhìn thấy nút di chuyển sang trái và di chuyển sang phải để các bạn có thể lựa chọn các chế độ tập luyện mà các bạn mong muốn. Đây là nút giảm âm lượng và nút tăng âm lượng để khi các bạn có thể kết nối với các nguồn loa phát nhạc hoặc là điện thoại để tăng giảm âm lượng của bài hát mà các bạn mong muốn. Ở đây là 3%, 6%, 9%, 15% là các cái phần trăm độ dốc có thể nâng lên hoặc là tùy chỉnh theo cái chế độ mà các bạn mong muốn. Ngoài ra với chiếc máy này có độ nâng dốc là 22%, nên là sau khi các bạn tùy chỉnh ở các mức độ này, nếu các bạn có mong muốn tăng thêm cái độ dốc thì các bạn có thể điều chỉnh cộng hoặc trừ để có thể tăng giảm độ dốc theo cái nhu cầu tập luyện. Phía bên phải là nút 3, 6, 9, 15. Đây là nút về tốc độ, các bạn có thể điều chỉnh để có thể có nhiều bài tập cũng như là tốc độ di chuyển trên chiếc máy này. Đây là màn hình điều khiển theo dõi speed, có nghĩa là độ nhanh chậm. Distance là quãng đường các bạn di chuyển. Step là bước đi, bước chạy của các bạn. Time là về thời gian. Và incline có nghĩa là về độ nâng dốc. Những cái thông số này, những con số này sẽ hiển thị khi các bạn bắt đầu khởi động bài tập. Ở màn hình nhỏ phía dưới thì các bạn có thể nhìn thấy nút điều chỉnh lên, xuống, tăng hoặc là giảm để các bạn có thể tăng về độ dốc hay là tốc độ, về thời gian mà các bạn mong muốn. Ở chính giữa là nút điều chỉnh về quạt gió. Một chức năng mà rất là nhiều khách hàng khi lựa chọn Elite Remote rất là yêu thích đó là chức năng máy quạt thông gió ở trên này, giúp cho chúng ta có cái nguồn gió mát khi mà chúng ta tập luyện mệt mỏi thì nó cũng giảm bớt đi cái sự căng thẳng. Các bạn có thể nhấn nút quạt ở đây. Đó, các bạn nghe hơi quạt rất là mạnh tỏa ra mát ngay lập tức luôn, giúp cho chúng ta khi mà tập luyện xong đổ mồ hôi nóng nực rồi với cái chức năng này thì rất là thư giãn luôn đó các bạn. Đây là nút Program. Đây là chức năng tích hợp các cái bài tập có sẵn trong máy. Chúng ta có 15 bài tập chạy bộ được lập trình sẵn và 3 chế độ đi bộ chậm, đi bộ vừa và đi bộ nhanh. Bên cạnh, ở phía bên phải là nút Mod. Đây là nút cho chúng ta có thể tùy chỉnh các cái chế độ cũng như là bài tập mà theo cái nhu cầu của chúng ta tự điều chỉnh thông số. Nút Start và nút Stop để tắt và mở máy. Bên cạnh đó còn có một cái khóa an toàn. Các bạn có thể gắn vào trong áo khi mà chúng ta tập luyện, nếu có sự cố gì thì chúng ta giật cái dây khóa an toàn này ra thì chiếc máy sẽ dừng lại ngay lập tức, đảm bảo an toàn cho các bạn. Bên cạnh đó thì ở bên đây các bạn có thể thấy là bên phải của máy trang bị cho chúng ta hai cổng jack cắm 3.5 và một cổng USB. Với cái cổng này thì chúng ta có thể kết nối vào điện thoại để có thể phát nhạc. Các bạn có thể tăng giảm âm lượng trên chính chiếc điện thoại của mình luôn. Khi mà tập luyện mà chúng ta có âm nhạc thì cũng tăng lên cái sự hứng khởi và giúp chúng ta tập luyện hăng say hơn, có đúng không các bạn? Chiếc máy này bố trí cho các bạn về phần tay cầm nhỏ có cái nút điều chỉnh và đo được nhịp tim. Khi mà các bạn để tay vào đây thì máy sẽ đo được nhịp tim trong cái quá trình vận động luyện tập của các bạn và hiển thị thông số lên màn hình. Ngoài ra còn hai cái tay cầm lớn hai bên, thì cái tay cầm này các bạn sẽ vịn vào khi mà các bạn bước lên máy hoặc là sau khi mà chúng ta chạy bộ chuẩn bị bước xuống máy, tắt máy rồi thì chúng ta sẽ vịn vào hai tay cầm. Và các bạn hạn chế trong quá trình chạy của mình thì chúng ta tuyệt đối không vịn vào hai bên tay vịn như thế này để nó sẽ bị cản trở, bị vướng víu, ảnh hưởng đến cái quá trình tập luyện.
Khi chạy thì chúng ta cứ đánh tay thoải mái nhẹ nhàng như thế này là được. Ngay sau đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những thông tin chi tiết về sản phẩm này. So với những chiếc máy chạy bộ thông thường thì độ nâng dốc chỉ ở tầm 15-20%, nhưng với Elite Primus, độ nâng dốc tối đa là 22% sẽ giúp cho các bạn có nhiều sự lựa chọn cũng như là có thể luyện tập được cơ xương khớp của mình dẻo dai và chắc khỏe hơn, cũng như là chúng ta sẽ có nhiều cái cấp độ khi mà chúng ta luyện tập với độ nâng dốc nó tăng lên từ từ. Một cái điểm mà những người lựa chọn máy chạy bộ điện đơn năng thường quan tâm khi lựa chọn mua một chiếc máy đó chính là về động cơ. Với Elite Primus các bạn có thể yên tâm, động cơ là 5.0 HP, vô cùng mạnh mẽ giúp cho các bạn có thể tập luyện một cách thoải mái. Ngoài ra như các bạn có thể nhìn thấy, khung sườn của máy rất là chắc chắn và cứng cáp, còn được sơn tĩnh điện thì giúp cho cái quá trình tập luyện của chúng ta được an toàn và yên tâm hơn. Với phần thảm chạy thì đây cũng là một ưu điểm của chiếc máy này. Phần thảm chạy dài là 1m55 và chiều rộng thảm chạy là 57cm, giúp cho bước chạy của chúng ta được thoải mái hơn, sải rộng hơn khi chúng ta tập luyện. Vừa rồi cũng đã khép lại video của chúng ta ngày hôm nay. Mong rằng qua video này thì các bạn có thể hiểu rõ hơn những tính năng nổi bật vượt trội của Elite Primus. Với màn hình điều khiển thông minh, khung sườn cứng cáp và động cơ mạnh mẽ, đây thực sự là một chiếc máy phù hợp để hỗ trợ các bạn chăm sóc sức khỏe cũng như là hỗ trợ giảm cân tốt hơn. Nếu có thắc mắc gì về sản phẩm, các bạn hãy gọi về số tổng đài 1800-6854 của Elite Sport để được tư vấn. Ngoài ra các bạn còn có thể xem thêm thông tin tại website elitesport.vn. Đừng quên đăng ký kênh Elite Sport để xem thêm nhiều video thú vị các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.